Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Normal Computer. Anh em mà muốn lựa chọn một chiếc máy Ultrabook mỏng nhẹ thì chắc chắn là đang yêu thích cái sự tiện lợi nhỏ gọn của chúng, đúng không nào? Vậy thì trước mặt chúng ta đây chính là Dell Inspiron 5330, chính là một chiếc máy như vậy. Vậy thì chiếc Dell Inspiron 5330 của chúng ta có vừa mỏng nhẹ, tiện lợi mà dùng vẫn khỏe, vẫn mượt mà giải quyết công việc được không? Vậy thì chúng ta hãy cùng đi vào review chi tiết nhé. Rồi, để mà nói về cái sự mỏng nhẹ của chiếc máy này thì mình sẽ có ví dụ trực quan cho anh em luôn. Đây, một quyển sách ngữ văn. Thấy rất là quen đúng không ạ? Mọi người nhìn độ dày này. Đó, độ dày này. Đây, chiều cao, chiều rộng khá là tương đương một quyển sách ngữ văn mà thôi. Chiếc máy này cũng khá là nhẹ nữa. Nó chỉ khoảng là 1,24kg mà thôi. Bây giờ có cả thêm sạc này. Đấy, cộng vào thì cũng chỉ là 1,4 cân thôi, rất là nhẹ luôn. Mà màn hình của chúng ta là 13 inch, cũng rất là nhỏ gọn nữa, rất là phù hợp tiện lợi cho những bạn nào phải mang đi học đi làm thường xuyên. Mặc dù là một chiếc máy mỏng nhẹ như vậy, nhưng mà cấu hình của chúng ta thì được trang bị không thua gì Dell Inspiron 5630 hay là Dell Inspiron 5430 đâu. Chúng ta vẫn sẽ có là CPU là i5-1340P 12x16 luồng, có thể up to lên tới 4.6GHz. À, kèm theo đó là VGA onboard Intel Iris Xe. RAM của chúng ta được trang bị là 16GB DDR5 bus 4800. Và với đời 2023 thì Dell Inspiron 5330 của chúng ta không nâng cấp được RAM. RAM hàn chết 16GB rồi. Nhưng mà với cái lượng RAM này thì anh em đã có thể thoải mái chạy đa nhiệm, đa tác vụ mà không lo bị thiếu RAM rồi nhá anh em á. SSD được trang bị ở đây là 512GB NVMe chuẩn tốc độ cao. Wi-Fi cũng được trang bị là mẫu Wi-Fi ổn định Wi-Fi 6E AX211 cho băng thông là 160MHz. Đây là một cái mẫu Wi-Fi tốc độ cao ổn định mà Dell trang bị trên rất nhiều mẫu máy từ cao cấp đến trung cấp luôn. Đó là về cấu hình rất đầy đủ và rất mạnh mẽ, nó không thua gì một chiếc máy 16 inch như là Dell 5630 cả. Nhưng mà vấn đề ở đây này, với tất cả linh kiện như vậy cho hết vào một trong một chiếc máy 13 inch, thế thì nó có nóng không? Bây giờ chúng ta hãy thử test qua một vài bài test thực tế nhá. Đầu tiên mình sẽ sử dụng qua là Cinebench R23. Đây là phần mềm test hiệu năng CPU, sẽ test bằng các bài test giả lập tác vụ thực tế để test cả đa nhân và đơn nhân luôn. Bạn thấy không? Đa nhân của chúng ta thì sẽ đạt điểm xấp xỉ là 5.500 điểm. Đơn nhân của chúng ta thì sẽ khoảng 1.000 điểm. Cùng cấu hình này trên Dell Virtual hôm trước thì mình có test thì đa nhân là hơn 8.000 điểm và đơn nhân là khoảng 16.000 điểm cơ. Điện áp thực tế chỉ rơi vào khoảng 30W. Mình có cái cảm giác là Dell có tinh chỉnh một chút cái phần điện năng với con i5-1340P này, khiến nó ăn điện ít hơn trên mẫu Dell 5330 này. Và khi chạy như vậy, nhiệt độ max ở đây cũng chỉ là 88 độ mà thôi. Thì cũng phải thôi, cái thân xác em nó nhỏ như thế này mà cũng phải tinh chỉnh công suất một chút chứ. Với một mẫu Ultrabook mỏng nhẹ mà khi chạy nặng, nhiệt độ vẫn dưới 90 độ thì khá là ổn đấy chứ anh em. Mặc dù là với bài test vừa rồi thì nhiệt độ trên CPU không quá cao, nhưng mà trên vỏ máy cũng như là đáy máy thì nhiệt độ lại cảm nhận được khá là rõ đấy. Nhưng mà nhá, cái phần bàn phím với cả phần tì tay thì lại khá là bình thường, thế nên là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của anh em đâu. Mặc dù là mình sử dụng máy này chỉ để làm việc là chính thôi, không chơi game nhiều đâu, nhưng mà thỉnh thoảng buồn buồn một tí thì vẫn lôi ra làm một hai trận liên minh gì đấy. Nên là mình vẫn sẽ test cho anh em phần liên minh huyền thoại nhá. Mình sẽ test ở full setting thì CPU ăn 24%, 16W điện, máy khoảng 70 độ, GPU ăn khoảng 30%, FPS cũng khá cao, loanh quanh 85 đến 100 FPS. Sau khi chơi game vài trận thì mình thấy là máy khá là ấm, tuy nhiên thì FPS vẫn giữ ở mức ổn định. Anh em chơi khoảng 3-4 tiếng thì ok, chứ mà dùng cái máy này mà cày game 24/24 thì trải nghiệm không tốt đâu anh em nhá. Có vẻ là vài anh em cũng đã chấm cái chiếc máy này rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ đi kỹ hơn vào ngoại hình để anh em có thể nắm rõ hơn nhá. Và nhìn về mặt lưng một chút thì vẫn là một mặt lưng truyền thống của nhà Dell với logo Dell ở chính giữa này, và một mặt lưng nhôm cực kỳ là cứng chắc. Nếu mà so chiếc máy này với cả chiếc Dell 5630 ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây, cái viền nhôm này nó là tương đương nhau. Mà trên chiếc máy này màn hình nó còn bé hơn nữa thì đương nhiên là nó sẽ chắc chắn hơn rồi. Mình cũng là test thử thì đúng là nó cứng cáp hơn thật. Đây này, mình có vặn vẹo màn hình này. Đấy, ở đây thì mình tác động cái lực cũng khá là mạnh đấy, mà không hề có một cái tí flex nào luôn.
Tiếp theo thì chúng ta đến với bản lề nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một cái giải cao su dài và cứng này. Với cái thiết kế này thì anh em sẽ không lo cái vấn đề là bị vỡ hay là bị mòn cái cao su này như ở trên những cái máy Dell 5310 ấy. Và cá nhân mình thì mình đánh giá là mình thích cái bản lề này vì nó sẽ rất là thực dụng, nó có thể sử dụng được lâu dài. Nhưng mà tất nhiên rồi, cái tính thẩm mỹ của nó thì sẽ không thể bằng được hai cái giải cao su nhỏ như là những máy đời cũ rồi. Máy của chúng ta có thể cho phép mở lên đến 135 độ thì cái độ gập mở của nó thì cũng khá là mượt, anh em có thể dễ dàng mở bằng một tay như thế này. Đó, bản lề chúng ta thì theo dạng là Ergolift thì cái bản lề kiểu như thế này anh em có thể nâng máy lên giúp cho cái khả năng lấy gió vào trong máy có thể thoáng mát hơn. Và khi nâng máy lên thế này thì cái bàn phím cũng cao hơn nữa, anh em gõ phím cũng cảm thấy thoải mái hơn đúng không nào? Chúng ta nhìn qua mặt đáy một tí nhá. Đây là cái phần lấy gió vào này, còn hai bên này là hai khe loa. Nhìn cái thiết kế này thì nó cứ như là Dell 5430 phiên bản thu nhỏ ấy đúng không nào? Và ở phía trong này thì chúng ta vẫn sẽ có một mặt C cực kỳ chắc chắn. Đây, mình có tác động lực thử lên cho anh em. Nó rất là chắc chắn luôn. Và một điểm mình rất là thích, đấy là chúng ta có một bàn phím lớn và kích thước phím vừa phải. Nó cũng giống như là trên những cái phiên bản 14 inch vậy. Và phím của chúng ta được đẩy sát ra rìa này, trông rất là đẹp đúng không? Và cái bàn phím được đẩy sát ra rìa này trông nó cứ như là những cái máy XPS cao cấp của Dell ấy. Bàn phím của chúng ta lại còn có được trang bị là LED trắng để anh em có thể làm việc vào ban đêm nữa. Tuy nhiên thì cái hành trình phím nó hơi nông thì đúng rồi, máy Ultrabook mà. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có một phím ấn cũng khá là nảy và phản hồi cũng rất là nhanh. Với mình ấy là một người làm review mà hay phải viết kịch bản trên chiếc máy này thì mình cảm thấy là khá là hài lòng. Bàn phím của chúng ta thì còn được trang bị cả cảm biến vân tay nữa. Mình có dùng thử ở đây thì cảm thấy mở rất là nhanh và tiện lợi. Nó cũng giống như là anh em sử dụng smartphone vậy. Và touchpad của chúng ta là một touchpad khá là to. Cảm giác di trên này thì nó cũng giống như là trên những cái chiếc máy là 5430 vậy. Touchpad to mà đẩy ra rìa nữa thì nhiều khi khéo lại nhầm lẫn với cả XPS mất. Có một cái ưu điểm cực lớn mà mình chưa nhắc đến cho anh em, đấy chính là màn hình. Trên chiếc máy này của chúng ta được trang bị là màn hình 13 inch 2K cộng. Đấy, đã 2K lại còn cộng. Mà trên một cái màn hình bé như thế này thì chất lượng hình ảnh cho ra phải là cực kỳ tuyệt vời. Cái máy này nó phải hướng đến doanh nhân luôn rồi chứ còn nhân viên văn phòng gì nữa đúng không nào? Mà màn hình của chúng ta lại là 100% sRGB, tỷ lệ màn hình là 16:10 nhá, mới nhất của năm 2023 luôn. Mà với cái tỷ lệ màn hình như thế thì chúng ta sẽ có những cái viền màn hình cực kỳ là mỏng. Đây, không chỉ là viền hai bên này mà viền trên, viền dưới của chúng ta cũng rất là mỏng luôn. Tuy nhiên nhá, viền trên mỏng mà vẫn được trang bị một webcam 2.1 megapixel Full HD. Đấy, mà có cả lẫy đóng mở vật lý này, anh em dùng rất là bảo mật luôn. Không thích thì đóng nó vào lúc không dùng ấy. Còn lúc nào dùng thì chúng ta lại mở nó ra. Rất là ok đúng không nào anh em? Mà sao chiếc máy này toàn điểm khen đấy nhỉ? Thế Dell 5330 không có điểm gì để chê à? Thực ra là có phải có một cái nhược điểm này mình nhất định là phải chia sẻ cho anh em. Đấy chính là cổng kết nối. Nhìn ở đây thì chúng ta có bên trái này sẽ là một cổng HDMI 1.4, hai cổng Thunderbolt 4.0 có hỗ trợ sạc nhanh và xuất hình ảnh. Còn bên phải chúng ta sẽ là một jack tai nghe 3.5 cũng như là một cổng USB Type-A 3.2. Rõ ràng là anh em mà như thế này phải đặt câu hỏi là thế khe thẻ của tôi đâu? Thế bây giờ tôi dùng chuột với dùng bàn phím thì cắm vào đâu? Đấy chính là nhược điểm ở trên những chiếc máy Ultrabook mà 13 inch nhỏ gọn này anh em ạ. Chúng ta không có đủ không gian để bố trí thêm cổng kết nối thì rõ ràng Dell lại phải lược bỏ đi rồi. Anh em nào mà cần sử dụng nhiều thiết bị ngoại vi thì lưu ý cái điểm này nhá. Mình sẽ cần sắm thêm một cái cổng chuyển đổi bên ngoài nữa. Còn mình nghĩ là với cái nhu cầu phổ thông thì như thế cũng đã đủ rồi. Còn về pin thì sao? Trên chiếc máy này của chúng ta được trang bị một viên pin khá là lớn, 54Wh, thế là tương đương với cả Dell 5630 rồi. Với cái viên pin như vậy thì anh em có thể sử dụng 6 tiếng đồng hồ. Đấy, thế là hết cả một buổi sáng hoặc là hết cả một buổi chiều rồi, không cần phải cắm sạc luôn, rất là tiện lợi. Rồi, trên đây là tất cả những trải nghiệm thực tế của mình về em Dell 5330 này. Vậy anh em thấy sao? Có chiếc máy nào mà 13 inch có thể trở thành đối trọng của em máy này không? Vậy thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment nhé. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh của Normal Computer. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.